Hello anh em, thì bên đây bên chạy mình sẽ lên một vài combo soạn sẵn cho anh em mình chơi ha. Thì đây là combo đầu tiên anh em ơi. Đây là Molly ngựa nha anh em, Molly ngựa sọt đuôi én nha. Nhưng mà trong đây nó có 3 con sọt đuôi én nha, còn lại là 5 con sọt đuôi tròn mắt xanh nha anh em. Đó, anh em có thể nhìn thấy ha, là tất cả những con đuôi tròn đó nó có 5 con và con mắt nó sẽ xanh hết luôn. Đó, thì mình đi combo 8 con như thế này á là 500k nha anh em ơi, mình bao ship cho anh em luôn. Thì anh em nào mà thích những cái combo như thế này á thì anh em chụp cái màn hình lại, anh em gửi qua Zalo cho mình ha. Thì chút xíu nữa mình sẽ lên một vài combo khác nữa anh em, mình sẽ soạn sẵn như thế này cho anh em mình sưu tầm ha. Cái này thì mình có một combo duy nhất thôi nha anh em, nên là anh em nào mà chốt đơn á thì anh em mình tranh thủ ha. Rồi tiếp tục đó là combo 25 con Molly Gold Sọt Tơ nha anh em. Anh em lưu ý giúp mình ha, cá này là cá nó còn tơ nha. Trong đây nó có những con nó full vàng luôn và nó có những con nó bị lên đốm đen á anh em. Đó, thì tất cả trong đây là nó có đuôi én có và nó có đuôi tròn có luôn. Mình đi 25 con như trong clip này nè là 550k ha. Đó, anh em có thể bấm đứng màn hình lại và anh em đếm số lượng con và anh em coi, anh em xem coi được bao nhiêu con đuôi én và bao nhiêu con đuôi tròn ha. Thì mình đếm phỏng phỏng lúc nãy anh em là khoảng mỗi thứ là mười mấy con á, tầm 12-13 con vậy á. Nói chung là đuôi tròn với lại đuôi én nó cũng ngang ngang nhau anh em ơi. Mình đi cái giá này nó cũng khá là mềm rồi. Đó. Rồi, tiếp tục đó là, ở đây là cũng là ngựa đó nha anh em. Ở đây là nó có 3 chiêu ngựa sọt đuôi tròn, nhưng mà nó lên cái vằn vàng anh em, giống như là cái con cọp, con tiger vậy đó. Đó. Thì 3 chiêu này là 9 con, 3 cái trống và 6 con cá mái. Cá trống thì nó sẽ nhỏ con hơn cá mái nha anh em, và hoàn toàn là hàng sọt xây sinh sản hết rồi anh em ơi. Xây cá hiện tại nó to lắm rồi, anh em thấy là cái bụng nó rất là to rồi. Anh em nào mà thích những cái dòng cá mà sưu tầm á, có những cái màu mà nó đẹp như thế này á, thì anh em mình liên hệ qua Zalo cho mình ha. Cái này thì mình cũng có một combo thế này duy nhất thôi nha anh em, chứ không có nhiều nha. Nên là anh em nào mà thích thì anh em mình tranh thủ liên hệ qua Zalo cho mình ha. Đó, 3 chiêu 500k mình bao ship cho anh em luôn. Rồi, tiếp tục đó là Molly sọt màu gold nha anh em. Đó, Molly sọt màu gold nha. Cái này là đuôi én, hàng này là hàng tuyển ở bên chạy của mình. Thì cá này nó còn tơ á anh em ơi. Anh em lưu ý giúp mình ha, cá này là nó còn tơ á. Nhưng mà mình tuyển hàng lên nó không có bị nhiễm đen nữa. Hàng tuyển mà nó không có bị nhiễm đen như thế này á, thì mình đi cho anh em là 200k một cặp. Và hiện tại mình cũng không có còn nhiều nữa nha anh em. Tại thời điểm mình có cập nhật lên một lần rồi, nên là có rất là nhiều anh em mình bắt luôn. Anh em biết được cái bộ gold nó bên mình á là nó không có bị nhiễm đen như thế này á, nên là anh em mua rất là nhiều đó. Nên là hiện tại mình còn khoảng 10 đô tới mười mấy đô thôi là hết cái lứa này anh em ơi, còn cái lứa sau nữa à. Nên là anh em nào mà có cần những hàng gold chất lượng mà mua về nó làm giống á, thì anh em mình liên hệ qua Zalo cho mình ha, hoặc là anh em gọi trực tiếp cho mình cũng được. Rồi, tiếp tục đó là Molly sọt nha anh em. Molly sọt ngựa nha, cái này là ngựa đuôi tròn nha anh em ơi. Ngựa này nó kiểu như nó có vằn anh em, ngựa vằn á đó. Thì cái này là mình đi xây bầu anh em ơi. Bầu, nói chung là cái bầu nó cũng khá là căng nè. Bầu này là bầu căng luôn nha anh em. Mình đi là 50k một con. Còn anh em bắt combo 10 con á thì mình đi là 400k đó. Anh em nào bắt lẻ cũng như là 2-3 con á thì mình đi là 50k một con ha. Còn anh em nào bắt combo 10 con á thì mình đi là 400k. Có chống máy đầy đủ nha anh em. Anh em lưu ý nha, anh em là mua là phải có chống máy đầy đủ nha. 10 con trong đó là có bao gồm chống máy đầy đủ luôn. Vậy cho anh em mình ghép sinh sản hoặc là làm giống gì đó. Hoặc là anh em mua về nếu mà thả thí sinh á, thì anh em sẽ có một cái số lượng để con duy trì cho anh em mình tương tác luôn. Rồi, tiếp tục là Molly Sọt Platinum đô én nha anh em. Cái bộ này á, là nó sẽ lên mắt xanh kim cương à. Đợt này mình bán mắt xanh kim cương cho anh em á, nhưng mà mình đi 100k một con thôi. Đợt hẳn là mình đi mắt xanh thường thôi cũng là 100k rồi. Nhưng mà đợt này mình lên mắt xanh kim cương mình gửi cho anh em luôn, cho anh em chơi luôn, là 100k một con. Anh em bắt 5 con thì mình bao ship ha. Đó, xe cá hiện tại này được 2 tháng rưỡi rồi anh em ơi. Và cá hiện tại thì nó có những cái con nó kéo mù luôn rồi, kéo lem mù hoặc là nó kéo full mù luôn á nè. Thì những cái con mà full mù như thế này á thì mình cũng không có nhiều nữa, nhưng mà anh em nào bắt á thì mình cũng đưa cho anh em luôn, mình bán đồng giá luôn. Anh em nào mua trước thì mình bán trước, anh em nào mua sau hết thì mình không có để mà lựa cho anh em nữa nha. Nên là anh em mình thông cảm ha. Đó, anh em nào mà nhanh tay thích những cái con mù á thì mình sẽ lựa những cái con full mù cho anh em luôn, và mình bán cũng đồng giá cho anh em mình chơi luôn. Rồi, tiếp tục hàng thí sinh nha anh em. Hàng này hàng phân khúc thấp nhất luôn nè, là Molly Sọt Platinum đuôi én. Nó cũng là đuôi én, nó cũng là màu trắng Platinum luôn, nhưng mà nó là mắt đen đó. Thì cái hàng này mắt đen là cái giá nó mềm nhất nha anh em. Cái này mình đi cho anh em là 40k một con. Còn anh em nào bắt 10 con thì mình sẽ xả một lần 10 con luôn, là 300k.
ở bên mình đóng gửi cho anh em á, là thùng xốp mới 100% luôn. Anh em mua về á là có thể sử dụng cái thùng xốp đó đấy để nuôi cá được luôn đó. Anh em nào mà mua cá ở bên mình nhiều lần nè, anh em sẽ biết rồi. Rồi mình gửi cho anh em là hoàn toàn là thùng xốp mới không à. Và cái này á nó bao gồm 10 con, thì trong đó nó cũng có cá trống và có cá mái cho anh em mình về để mà cho ghép sinh sản sẵn luôn. Nhưng mà ở đây bên trại mình á, mình cũng nuôi chung á, anh em mình cũng ghép trống mái sẵn hết rồi. À, nó sẽ có một vài con mái nó sẽ dính bầu sẵn đó. Anh em mua về kiểu như là chăm đủ mồi á, thì con cá nó sẽ đẻ luôn à. Rồi tiếp tục là hàng giá mềm, cực kỳ mềm luôn nha anh em. Đây là Molly sọt màu vàng cam anh em ơi. Đó, cái này là màu vàng cam nha anh em. Nó cũng là đu én luôn, nó cũng sọt body luôn. Cái này mình đi là 15k một con. Còn anh em bắt 20 con á, thì mình xả là 200k. Xả 20 con 200k nha anh em. Thì tính ra nó có 10k một con à. Cá nuôi 2 tháng rưỡi gần 3 tháng mà bán cho anh em 10k một con là giá cắt. Giá cực kỳ mềm luôn anh em ơi. Đó. Ở đầu clip nãy giờ thì mình giới thiệu về những cái dòng cá Molly. Còn chút xíu nữa mình sẽ lên những cái dòng cá guppy ở bên trại của mình ha. Đợt này lên hàng tuyển giống nha anh em ơi. Rồi tiếp tục là Molly sọt Platinum đuôi tròn nha anh em. Cái này là mắt đen đuôi tròn ha. Giá cực kỳ mềm. Đợt này mình xả cho anh em luôn là 20 con 250k nha anh em. Thì tính ra nó có 12k một con anh em ơi. 12k500. Đó, 12.500 anh em ơi. Một con nó có 12.500 à. Đó, nên là mình đi một lần là 20 con 250k nha anh em. Thì đợt lúc trước á, thì mình đi một lần là số lượng nhiều lắm anh em. Tại mình đi cho cửa hàng á, nhưng mà đợt này mình còn ít à. Còn ít nên là mình sẽ xả một lần 20 con cho anh em chơi luôn. Đó, hàng này nó cũng sọt đó nha anh em. Và nó cũng có những con lên bầu sẵn luôn nha. Anh em mua về là có thể để có con để chơi luôn á. Rồi, chuyển sang những cái dòng cá guppy ở bên trại của mình nha anh em. Đây là một cái dòng cá đầu tiên nè anh em ơi. Đây là Dumbo Big Air Platinum. Cái bộ Dumbo này á, là anh em nào mà theo dõi kênh của mình thì cũng rất là quen thuộc đúng không? Riêng về cái bộ Dumbo này bên trại của mình á, sẽ bảo hành cho anh em mình làm giống luôn. Tức là anh em mua về chơi á, là anh em sẽ để làm giống á, thì nó sẽ có các con lên và mình bảo hành các con cho anh em chơi luôn. Kiểu như là nó sẽ có tỷ lệ giống bố mẹ rất là cao luôn nha anh em. Nên là mình mới dám bảo hành cho anh em được nha. Tại vì cái bộ gen của cái bộ Dumbo này á, là mình còn kiểm soát được. Đó, mình còn kiểm soát được nên là mình mới dám bảo hành cho anh em mình chơi. Đó. Mình đi là 60k một cặp, còn anh em nào bắt combo 5 cặp á, thì là 250k. Rồi, tiếp tục là cái dòng cá chơi trên hồ kính nha anh em. Đây là Albino Silvagado ha. Albino là dòng cá mắt đỏ anh em ơi. Thì cái dòng cá mắt đỏ anh em để ý ha. Thường thì những cái dòng cá nào mà mắt đỏ á, thì nó sẽ cái màu nó rất là sáng luôn. Kiểu như là màu đậm mà nó sẽ sáng hơn những cái dòng cá mắt đen. Đó. Thì đây là mắt đỏ ha. Cái này mình đi cho anh em là 60k một cặp. Còn anh em nào bắt combo 5 cặp á, thì mình đi là 250k. Ở với mình bán cho anh em á, kiểu như là 5 cặp là có bao gồm là 5 cái trống và 5 cái mái nha anh em. Về cho anh chị em mình ghép để mà làm giống nha. Cho sinh sản được số lượng con, về cho anh em mình duy trì được cái nồi giống của cái dòng cá mà anh em mà yêu thích đó. Đó. Rồi tiếp tục đó là một cái dòng cá tuyển ở bên chạy của mình. Thẩm về cũng lâu rồi anh em, mình mới cập nhật lại được á. Thẩm cũng có rất là nhiều anh em hỏi cái bộ gồng xanh này luôn. Nhưng mà hiện tại thì cá lên không nhiều anh em ơi, nên là không có cập nhật cho anh em mình xem được. Thì đây là một cái bộ gồng xanh Hormone BDS nha anh em. Hàng này là hàng tuyển ở bên trại của mình nha. Anh em nào mà theo dõi kênh của mình từ trước á, thì sẽ biết là bên mình có một bộ gồng xanh tuyển như thế này. Tuyển ở đây anh em là nó có những cái tơ bê to á, anh em thấy không? Hai cái tơ bê nó sẽ to hơn những cái bộ gồng xanh thường. Và cái đuôi nó sẽ to hơn và cái vây nó sẽ to hơn nữa. Đuôi nó cũng có tia luôn. Mình có để thêm hai cái mái vô cho anh em xem á, cho anh em biết được là cái con cá mái nó sẽ trông ra như thế nào. Thì mình để thêm hai con cho anh em xem. Hàng này là hàng tuyển, mình không có nhiều nữa, là mình không có bán combo cho anh em được, nên là mình bán theo cặp thôi anh em ơi. Một cặp là mình đi 200k á. Rồi, tiếp tục là dòng cá Wilco Sọt Gibbon Finchy tai bê bấm anh em. Thì cái dòng cá này bên chạy của mình thì cũng có số lượng này, nên là mình sẽ đi combo cho anh em được. Cái này thì mình đi cho anh em á, là 70k một cặp. Còn anh em nào mua combo 5 cặp á, thì mình sẽ đi là 300k. Đó. Thì đây cũng là một cái dòng cá cuối cùng anh em ơi. Anh em nào mà muốn mua hay là thích những cái dòng cá, hay là tham khảo muốn tư vấn về những cái dòng cá nào bên trại của mình á, thì anh em cứ việc liên hệ qua Zalo cho mình ha. Rồi mình sẽ hỗ trợ và chốt đơn cho anh em. Ở đây thì mình ship cho anh em là mình nhận đơn ship toàn quốc luôn nha anh em. Bao cá khỏe và bảo hành cho anh em mình tận tay hết. Cho anh em mình kiểm tra hàng xong mới thanh toán luôn. Đó. Rồi đây cũng là một cái dòng cá cuối cùng anh em ơi. Cảm ơn tất cả anh chị em mình đã theo dõi video của mình nha.